Xin chào các bạn Trên tay mình là chiếc Realme C53 Một chiếc máy mà trong rất là nhiều những cái video của mình Ở trên top top hay trong buổi livestream của mình á Anh em hỏi rất là nhiều về chiếc máy này Vậy thì trong cái video ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ cho anh em xem thử rằng là chiếc Realme C53 Nó sẽ có những gì hay Mà trong thời gian vừa qua Rất nhiều anh em tìm kiếm về chiếc máy này nha Let's go Và nếu anh em nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm đến từ nhà Realme thì đừng quên ghé qua Di động Việt nha. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Rồi, ok, trước khi mà nói tới chiếc máy này thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái hộp nha. Khi mà mình nhận máy thì mình cũng đã bóc nó ra rồi để có trải nghiệm rồi sau mới đánh giá nhanh cho anh em được ha. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? một cái ốp lưng dạng silicon này ở bên trong thì còn thêm nữa là sách hướng dẫn sử dụng và sâu ở dưới ấy, thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp type c một cái củ sạc công suất là bao nhiêu 33 w super vốc nha à bây giờ oppo với realme lại chơi lại với nhau à không còn tách cái tên gọi nữa hay sao á? hoặc là kiểu như là vẫn còn tồn đâu đó thì lấy luôn bỏ vào đây cũng được à, rồi chúng ta cùng quay lại với chiếc realme c 53 nếu mà nhìn từ phần mặt lưng thì phải công nhận một điều là năm nay Rimi làm thiết kế máy quá đẹp luôn anh em ơi Cái phần mặt lưng này các bạn thấy rằng là nó cực kỳ đẹp và cực kỳ ấn tượng Không có một cái chi tiết nào được gọi là thừa thải luôn á Nói thật với các bạn là nếu mà bây giờ mà mà anh em còn chê về cái thiết kế như thế này Thì mình cũng không biết là chúng ta phải lựa chọn một chiếc máy như thế nào nữa Trừ khi là anh em lựa chọn iPhone 14 Pro Max thì cái sức độ sang chảnh đặc cấp của nó là không nói rồi Nhưng mà nếu anh em nào mà chưa Hài lòng với iPhone 14 Pro Max Bởi vì sao Bởi vì cái màu sắc của nó Không được thời trang cho lắm Thì chọn con này luôn nha Anh em thấy rằng là Cái phần mặt lưng này Nhìn rất đẹp Khi mà chúng ta nghiêng Thì nó cũng có khả năng Biến đổi màu sắc này Logo Rimi ở đây Và không có bất kỳ Thêm một cái chi tiết nào cả Chúng ta sẽ có hai camera Và cái đèn flash LED Bên nhà Rimi Họ cũng làm rất tinh tế Khi mà họ đặt nó trong một cái vòng tròn như thế này luôn nhìn từ xa xa cứ tưởng là ba camera đúng không ạ nhìn vào nó rất là đẹp và rất là ấn tượng cái viền xung quanh thì nó cũng sẽ được làm vuông vức nha và mình lưu ý các bạn là đây là mặt lưng được làm bằng nhựa thôi nếu để tìm ra một cái điểm nào mà mình chưa hài lòng về cái phần mặt lưng của chiếc Realme C53 thì có lẽ đó chính là cái phần hoàn thiện cái camera này các bạn này. Các bạn có thể là nhìn ở cái phần viền này ha thì nó có vẻ như là nó hơi bị hở nhẹ một chút xíu và mình lo sợ rằng là có thể sau một thời gian á thì cái phần này nó sẽ bị bụi có thể là lọt vào á, này các bạn nhìn rất là kỹ ở cái phần này nha. À, mình hy vọng rằng là cái phiên bản mình cầm á nó chưa phải là phiên bản thương mại nha còn không biết là như thế nào, còn thấy bảo RIMI bảo là cái phiên bản này review được rồi thì mình sẽ review luôn cho anh em. đây các bạn hãy nhìn cái phần này này, à, nhìn vào nó sẽ hơi khó chịu ha. còn ở phần xung quanh này ở phần 3 cái cạnh còn lại ấy, thì mình không thấy cái vấn đề gì các bạn ạ. Chỉ có duy nhất ở bên này thôi là nó bị hở một chút xíu như thế này nha các bạn. Còn một cái điểm trừ nữa ở trên chiếc Dreamy C523 đó chính là màn hình dạng giọt nước. À rất là đáng tiếc ha. Ước gì mà nó là màn hình dạng đục lỗ thì ngon ăn hơn rất nhiều rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà thôi tầm này thì lỡ mà có giọt nước thì uh, cũng không quá là chê trách nếu mà chúng ta nhìn vào chiếc Galaxy A34, <laughs> A34 đắt hơn nhiều nhưng mà nó cũng sử dụng giọt nước cơ mà và màn hình của chiếc Realme C53 thì nó sẽ có độ phân giải là Full HD cộng và sử dụng tấm nền là LCD mà thôi và tần số quét dừng lại ở mức là 90 hẹt nha các bạn à, một cái điểm mà mình không thích lắm khi mà mình nhìn vào cái màn hình của chiếc Realme C53 không phải là chất lượng của màn hình kém đâu các bạn ạ chất lượng màn hình này mình đánh giá là nó cũng tốt trong tầm tiền rồi đấy nó không thể bằng được cái màn hình AMOLED thôi nhưng mà nó cũng thuộc dạng là tốt trong tầm giá chỉ có một điểm mình không hài lòng đó chính là cái giao diện Realme UI trang bị ở trên chiếc C53 này thì mình thấy rằng là nó cứ bị sao sao ấy không biết là anh em có cảm nhận như vậy hay không nhưng với cá nhân mình thì khi mà mình nhìn vào cái giao diện này này nó kiểu như là nó hơi thuần Google quá và thuần này thì Thực sự luôn nhìn không biết nó làm sao luôn nhìn nó xấu xấu làm sao anh em ạ đặc biệt là khi mà các bạn kéo cái thanh này xuống này bạn thấy xấu không ạ đối với cá nhân mình thì mình không thích cái giao diện này nha ví dụ như họ có thể là ra cái phiên bản rút gọn của Rimiui cũng được nhưng mà với cái phiên bản này thì mình thấy nó cứ có một chút vấn đề ấy. được cái là nhờ cái việc mà nó rút gọn gần như là thuần Google như thế này cho nên là cái trải nghiệm uh, vuốt chạm ở trên chiếc Realme C53 á, thì các bạn thấy rằng là cái tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh nha. Bây giờ mình sẽ xóa luôn đi này. À, đây mình sẽ xóa luôn nha chiu 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 rồi bây giờ bấm vào phát các bạn thấy là cái tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh nha hay là khi mà chúng ta vào camera thì mình thấy là cái tốc độ mở của nó cũng tương đối là ok trong cái tầm giá này với cái vi xử lý là Unisoc T612 à, đây không phải là cái vi xử lý mạnh nhất trong cái tầm giá này đâu nhưng mà nói chung là cũng ở mức là ổn với những cái tác vụ cơ bản hàng ngày nha kết hợp với cái phiên bản đó là Realme uh, T Edition Đó, Giao diện là Realme T Được tối hóa lại dựa trên hệ điều hành là Android 13 Nói về cái chất lượng màn hình của chiếc Realme C53 này Thì dù là chúng ta nghiêng trái, nghiêng phải Hay là chúng ta nhìn trực diện á Thì màu sắc của nó nó sẽ thiên hướng vào cái sự trung thực Tấm nền LCD mà Và cái tần số quét này thì cái trải nghiệm mà nó mang lại Cũng tương đối là mượt mà nha Không có điểm gì phải chê quá là nhiều các bạn ạ Mức độ nổi khối của nó cũng ngon Chỉ là khi mà các bạn nhìn từ cái phần giao diện và nó hơi khó chịu thôi còn nếu các bạn xem video này thì các màn hình này cũng hoàn toàn có thể là chấp nhận được với cái vi xử lý là Unisoc T62 thì cái trải nghiệm cơ bản mà nó mang lại với cá nhân mình trong mấy ngày qua á, là ở mức là ổn trong tầm tiền và khi mà các bạn vào ở trong phần giới thiệu về điện thoại này thì cái ram của nó sẽ là 6 gb ram thật và các bạn cũng có thể là tăng cái phần ram ảo lên ở mức là 6 gb tổng là chúng ta sẽ có là 12 gb ram nhưng với cá nhân mình thì mình luôn khuyên anh em là tắt luôn cái ram thật này đi à, ram ảo này đi bởi vì đơn giản đó là cái trải nghiệm mà cái ram ảo mang lại á, cho mình á, trong một cái thời gian vừa qua nó không mang đến hiệu quả gì và thậm chí nha với những chiếc máy đến từ oppo hay realme á, thì mình thấy rằng là tắt cái ram ảo này cái tốc độ xử lý của nó còn nhanh hơn so với là việc chúng ta sử dụng ram ảo các bạn ạ à. bộ nhớ trong của phiên bản mình đã có hôm nay thì nó sẽ có dung lượng là 128 gb cái camera sau á, thì nó sẽ có độ phân giải là 50mp và có thêm một cái camera phụ đó là 2mp nha cái chất lượng hình ảnh mà chiếc realme c53 mang lại ở mức là ổn trong tầm tiền, độ chi tiết ở mức là vừa phải này, dạng nhà sáng cũng ở mức là chấp nhận được. À, và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng có khả năng quay video Các bạn thấy rằng là nó chỉ có thể quay video ở cái độ phân giải là Full HD và 30 FPS thôi Chứ không thể là lên được ở cái mức là 60 FPS nha Cái khả năng chống rung ở mức là ổn thôi, không quá là xuất sắc lắm đâu Tầm tiền như thế này thì anh em cũng không thể đòi hỏi quá là nhiều được ha Với cái chiếc C53 thì nó cũng không được trang bị hệ thống loa kép stereo Viên pin sẽ là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 33W và đây sẽ là đối thủ của chiếc Redmi 12 sẽ được bên nhà Xiaomi giới thiệu tại Việt Nam ngay trong tháng 6 này. Vậy thì anh em sẽ lựa chọn Redmi 12 hay là chiếc Realme C53. Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Cảm ơn thi